What's up nào cho anh em, Tùng Chuân đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho các bạn một thắc mắc mình thấy rất nhiều bạn có chung cái thắc mắc này. Đó chính là chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng nhau trải nghiệm thử loa 9W ở trên chiếc Vsmart Active One để xem rằng loa 9W thì nó như thế nào. Và trong video ngày hôm nay thì mình chuẩn bị rất là nhiều các cái thiết bị khác nhau và mình xin giới thiệu từng thiết bị một các bạn nhé. Đầu tiên đó chính là cái chiếc Xiaomi Mi 8 Lite và cái sản phẩm này thì sẽ có loa mono các bạn nhé. Ở bên cạnh đó chính là chiếc iPhone XR và như các bạn cũng biết sản phẩm này thì sẽ có loa kép stereo. Và ở đây đó chính là chiếc Vsmart Active One. Rồi và cuối cùng đó chính là một cái chiếc loa di động đến từ nhà Xiaomi và cái sản phẩm này là Squarebox. Công suất của cái sản phẩm này nó sẽ khoảng tầm là 5W. Trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn là khi nhắc tới khái niệm về âm thanh thì sẽ có hai cái điều có thể coi là lớn nhất để chúng ta có thể so sánh về mặt âm thanh. Đầu tiên đó chính là về độ lớn của âm thanh và thứ hai đó chính là độ hay. Thì ở trong cái bài test ngày hôm nay mình sẽ chỉ so sánh cái độ lớn của âm thanh mà thôi. Bởi vì là nếu chúng ta so sánh một cái chiếc loa di động với lại loa ngoài của những cái chiếc smartphone thì thực sự đây là một cái phép so sánh khá là khập khiễng. Cũng như là việc giá của những cái chiếc smartphone mà mình đang có ở đây thì nó có rất là nhiều các cái mức giá khác nhau. Và chiếc Vsmart Active One sẽ là cái chiếc máy có cái mức giá rẻ nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử nghe từng thiết bị phát một nhé. Đầu tiên là các bạn nhìn thấy là mic của mình này, nó đang ở cổ của mình nhá. Vị trí âm thanh tất cả các thiết bị này đến mic của mình đều là như nhau các bạn nhá. Rồi và bây giờ thì mình sẽ bật nhạc ở trên chiếc Vsmart Active One lên trước nhá. Rồi các bạn chú ý này, 3, 2, 1. Tất cả các thiết bị mình đều đã để mắc âm lượng nhá. Chúng ta sẽ nghe khoảng tầm 30 giây. Và các bạn đang, chắc là các bạn đang so sánh cái âm lượng nói của mình và cái loa này, đó. Thì các bạn có thể hình dung được cái độ to của cái âm thanh phát ra từ chiếc máy này. Đó. Đó. Rồi ok. Đó là của chiếc Vsmart Active One. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang chiếc iPhone XR. Đây là sản phẩm sẽ có loa stereo các bạn nhé. Rồi mình sẽ bật to âm lượng. Các bạn đợi một chút. Rồi, đó các bạn thấy đấy không ạ? Đó, bây giờ các bạn có thể nghe cái mức âm lượng của mình nói so với cái loa này nhá. Cái loa của cái chiếc iPhone XR ấy. Đó. Rồi, mình nghĩ khá là đủ rồi đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái chiếc Xiaomi Mi 8 Lite. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ có loa mono các bạn nhé. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị này. 3, 2, 1. Mình sẽ bật mắc âm lượng. Rồi, ok.
Như vậy là vừa rồi mình đã phát âm thanh qua cả ba cái chiếc smartphone này rồi nhá. Rồi và tiếp theo đây sẽ đến với cái thiết bị cuối cùng, và đó chính là chiếc loa di động Xiaomi Squarebox. Và cái sản phẩm này mình xin nhắc lại là công suất của nó sẽ là 5W các bạn nhá. Nó có hai driver nhưng cái công suất tổng của nó sẽ chỉ là 5W mà thôi. Rồi và bây giờ mình sẽ bật nhạc các bạn nhá, chuẩn bị này, 3, 2, 1. Rồi các bạn đang nghe thấy giọng của mình đối chọi với cái loa. Rồi. Đó, các bạn đang nghe thấy voice của mình nói thi với cái loa nhá. Cái cảm giác là cái loa này nó rất là to, 5W rất là to luôn. Kiểu mình không thể nói thi được với nó. Rồi và như vậy là vừa rồi mình đã cùng với các bạn thử mở một bài nhạc bằng cả bốn cái thiết bị này. Thì các bạn cũng có thể thấy rằng nếu mà nói về độ lớn thì cái chiếc loa di động Xiaomi Squarebox sẽ là cái sản phẩm có mức âm lượng là lớn nhất. Tiếp theo đó thì cả ba cái chiếc smartphone mà mình đang có ở đây thì nó có mức âm lượng gần như là xem với nhau. Tuy nhiên nếu mà để săn soi tỉ mỉ thì các bạn cũng có thể nhận ra rằng chiếc iPhone XR sẽ là cái sản phẩm có loa ngoài to nhất. Tiếp theo đó sẽ là chiếc Xiaomi Mi 8 Lite cũng như là chiếc Vsmart Active One, thì hai cái sản phẩm này sẽ có cái mức âm lượng gần như là xem nhau. Ngoài ra thì mình cũng đã kiểm tra trong cái phần cài đặt này, trong phần âm thanh thì chúng ta cũng không có bất kỳ một cái tính năng nào để boost cái âm lượng của chúng ta lên. Đây, như các bạn cũng có thể thấy, cũng như là ở trên cái thanh công cụ của chúng ta này, cũng không có bất kỳ một cái phím tắt nào để kích hoạt chúng ta boost được cái âm lượng nó lên ở một mức cao hơn. Và mình cũng không rõ rằng cái công suất 9W ở trên cái Vsmart Active One này nó là như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng có thể là Vsmart họ đang nhầm một cái thông số nào đó, hoặc là nó là một cái thông số nào đó của loa, mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà về cái công suất thực tế nhá, thì nó không thể nào mà lớn hơn được 5W của một cái chiếc loa di động như thế này, cũng như là cái loa stereo này. Nếu mà so sánh với cái chiếc iPhone XR mình đang có ở đây thì cái mức âm lượng của nó là không bằng. Và các bạn nghĩ sao về cái vấn đề này thì đừng quên để lại comment ở dưới video này nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay cũng như là bổ ích, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để mình với kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.